Thưa quý vị, xưa các cụ vẫn có câu tuổi thân thì mặc tuổi thân, sinh vào giờ dần thì vẫn cứ làm quan. Vậy thì dựa vào đâu để chúng ta biết được là gì? Cái giờ sinh nó quyết định chúng ta là làm cái việc gì? Hay là gì? Tại sao một số thầy tử vi ấy, chỉ cần nhìn một cái giờ sinh là biết các bạn tài chính như thế nào và có được hạnh phúc hay không? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ và giữa quý vị và các bạn về căn cứ vào giờ sinh để chúng ta biết là chúng ta nằm ở đâu, nằm vị trí nào và số mệnh của chúng ta sẽ ra sao, giàu nghèo thế nào. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta có hai cung, cung thân và cung mệnh. Đúng không? Thân và mệnh nó là hai cái cung mà liên quan chặt chẽ, đúng không? Cung mệnh thì chúng ta có gì? Có mệnh, phụ, phúc, điền, quan, nô, di, tật, tài, tử, phu và huynh đệ. Đó, có 12 cung. Thì mỗi cung nó tương ứng với lại một cái gì? Cái mệnh của chúng ta. Đó, thì chúng ta có 6 cung ăn mệnh. Đó là gì? Cung tài bạch, đầu tiên là gì? Cung mệnh, đúng không ạ? Cung mệnh này, cung phúc đức này, đó, cung điền trạch này, cung quan lộc, cung nô bộc. Thưa quý vị, cái cung thân ấy nó là một trong những cung đặc biệt trong cái lá số tử vi. Nó không có vị trí độc lập mà nó đóng tại các cái cung mệnh khác nhau, đúng không ạ? Như là cung mệnh này, phúc đức này, đúng không ạ? Quan lộc, thiên di, tài bạch vân vân, hoặc là cung phu thê. Thì đây là những cái cung mà có tính động, nó phản ánh cái hành động của con người với cái từng cái giờ sinh. Thì cái từng cái giờ sinh nó sẽ quyết định là chúng ta nằm ở cung nào, cung điền trạch, cung phúc đức hay là cung quan lộc hay là cung cung tài bạch vân vân. Đó. Thì đây là cái cung mà mang tính độc lập, nó phản ánh cái hành động của con người. Nó có thể can dự và chi phối và có thể thì bộc lộ cái năng lực giao tiếp của cá nhân trong đó. Cung thân tuy không đúng độc lập ở một cung ấy, nhưng mà nó lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thân là cái hành động, cung thân ấy nó là cái hành động của bản thân, là cái hoạt động tham gia, tham dự vào và là cái lĩnh vực mà nổi bật nhất trong cuộc sống. Ví dụ như anh nào mà bị thân cư phu, đúng không? Thân cư thê chẳng hạn. Thân cư thê là nam thì gì? Chủ yếu là nhờ nhà vợ chẳng hạn, hoặc là cung thân cư phúc đức thì là gì? Chủ yếu là gì? Là người lo cho cái phần thờ cúng và là người lo cho cái phần phúc đức của mình, đúng không? Anh nào mà sinh vào giờ dần, giờ thân thì sẽ là gì? Thân cư quan lộc, thì những người này là chủ đạo trong công việc và họ làm việc rất là hăng say. Với họ thì công việc chính là cái lẽ sống của họ. Đó. Cũng cơ bản là gì? Về cung thân đóng ở đâu ấy, thì đó trở thành một cái cường cung, tức là gì? Nó trở thành cái lĩnh vực quan trọng nhất của một con người. Nếu cung mệnh là cung tiên thiên ấy, thì cung thân sẽ là cung hậu thiên. Nó đại biểu cho hậu vận và cái trung vận, thông qua cái nỗ lực của bản thân để cải tạo nên cái số mệnh của mình. Và cái cung thân ấy, nó là một cái cung hỗ trợ cho cái cung mệnh. Cung thân có liên quan đến gì? Đến của cải, đến quyết định sự giàu nghèo, sang hèn của một người ở hậu vận, đúng không ạ? Bởi vậy, trong quá trình luận đoán lá số tử vi, trong quá trình xét theo cái giờ sinh nào là được cát lành, may mắn, thì cái việc đầu tiên ta phải quan sát cái mệnh, rồi đến quan sát thêm cung thân nằm ở đâu. Cung thân nó phát tác cái ảnh hưởng theo cái cục tuổi, đúng không ạ? Ví dụ như ở tuổi giàu có, các bạn sẽ giàu có ở tuổi, ví dụ như là thủy nhị cục thì là 32 này, mộc tam cục là 33 và kim tứ cục là 34, thổ ngũ cục là 35 và hỏa lục cục nó là 36. Cái sự thể hiện của cung thân ấy, thì gì? Thường sau cái tuổi ấy, con người bắt đầu có những cái hành động chủ động và tự mình tự chịu trách nhiệm, như là làm chủ gia đình, làm chủ các công việc, hoặc là tự đưa ra cái quyết định trong cái lĩnh vực hoạt động nào đó. Nếu xấu thì bắt đầu có hành động gì? Đổ lỗi, dẫn đến sai trái. Một điều các bạn cần lưu ý, cung thân thì không giờ đó là cung phụ mẫu này, cung nô bộc này, đúng không ạ? Và gì? Cung huynh đệ, cung điền trạch. Cung điền trạch hay là gì? Cung tật ách. Cung thân nó không bao giờ đóng ở những cái cung này nhá. Các bạn nhớ. Bởi gì? Cha mẹ, anh em, bạn bè, con cái thì đều là các đối tượng ở ngoài cái sự chi phối của một con người. Không ai có thể vận dụng cái năng lực cá nhân để mong gì lập thân sự nghiệp ở các đối tượng nào đó. Cung tật ách thì chủ về cái sức khỏe của chúng ta, chủ về cái thể chất của chúng ta. Cái cuộc sống của con người đều xuất phát từ cái thể chất, nhưng mà lại đến từ cái gì thể chất tham gia vào cái hoạt động trên các lĩnh vực khác, đúng không? Cung điền trạch thì nó thể hiện phản ánh cái môi trường sống cá nhân, tĩnh tại của con người, cái sự can dự của con người vào đó, thì dùng tiền để mua nhà, mua cửa, sửa nhà đấy chỉ là gián tiếp, vì tiền đó là do hoạt động phấn đấu ở chỗ khác mà có được. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có những giờ sinh nào và nó ảnh hưởng đến trực tiếp cái số phận của con người như vậy? Thì đầu tiên chúng ta có là gì? Những người sinh vào giờ Tý và giờ Ngọ, đúng không? Giờ Tý là vào giờ Ngọ thì là có thân và mệnh đồng cung. Tức là cung mệnh, cung thân nằm ở cung mệnh. Tại vị trí này là thân mệnh đồng cung.
Đó, những người sinh vào giờ Mão, giờ Dậu thì có thân cư thiên di, đúng không? Thân cư thiên di thì những người mà sinh vào năm giờ Mão, giờ Dậu là từ giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ giờ sáng nhá. Đấy, thì cái giờ Mão Dậu ấy thì nó là thân cư thiên di. Những người nào mà sinh vào giờ Mão, giờ Dậu tức là từ 5 giờ sáng 7 giờ sáng hoặc 17 giờ đến 19 giờ chiều thì là những người mà hay phải đi lại, công việc nó loanh quanh luẩn quẩn, nói chung là đi suốt, nó không phù hợp với công việc ngồi chỗ, đúng không? Những người sinh vào giờ Dần và giờ Thân thì là gì? Thân cư tại quan lộc, thì những người này về công việc thì họ chú tâm và dễ thành những cái quan to, đúng không? Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân, sinh vào giờ Dần thì vẫn cứ làm quan, đúng không? Còn những người mà tuổi sinh vào giờ Thìn và giờ Tuất thì thân cư tại Bạch. Những người sinh vào giờ Tỵ và giờ Hợi thì là thân cư Thê, đúng không? Như tôi đã nói ở đầu chương trình ấy, thì những người này được nhờ nhà vợ hoặc nhờ chồng. Đó. Còn những người mà thân cư Phúc Đức là gì? Là những người sinh vào giờ Sửu và giờ Mùi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là luận theo từng cung, đúng không? Đầu tiên chúng ta xét những người thân cư Phúc Đức. Thân cư Phúc Đức là những người sinh vào giờ Sửu và giờ Mùi. Giờ Sửu từ 1 đến 3 giờ sáng nhé. 1 giờ đến 3 giờ sáng, đúng không? Còn giờ Mùi thì là từ gì? Từ 13 giờ đến 15 giờ. Đó. Đó là giờ Mùi là thân cư Phúc Đức. Sửu và giờ Mùi là thân cư Phúc Đức. Thì cuộc đời của bản mệnh bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố may rủi, nó ảnh hưởng bởi cái nghiệp lực. Nếu mà cái cung Phúc Đức tốt đẹp ấy, thì người này thường được hưởng những cái may rất là khó hiểu, được cái vận may trời cho. Thậm chí dù là bản chất tiêu cực ấy, thì không có tài năng gì thì vẫn gặp được nhiều cái may mắn, nhiều cái thành công hơn người và đạt được những cái thành tựu mà bản thân có thể không thể ngờ tới được. Và ngược lại, nếu mà những người mà sinh vào 13 đến 15 giờ hoặc là 1 đến 3 giờ mà cái cung Phúc Đức nó xấu thì thường phải chịu nghiệp quả báo từ cái kiếp trước hoặc tai vạ do trời sắp đặt. Dù là người tài giỏi đến mấy, cố gắng đến mấy thì cũng thường xuyên gặp phải những cái trắc trở và khó đạt được những cái thành công như ý nguyện. Bên cạnh đó, do cuộc đời bị chi phối may rủi nhiều ấy, nên dù tốt hay xấu thì trong cái kiếp này mọi hành động sẽ dẫn đến cái kết quả trực tiếp vào cái bản thân chủ mệnh. Làm xấu thì quả báo nhãn tiền, tốt thì được phước trời cho và được hưởng ngay lập tức. Đấy, người có thân cư Phúc Đức thường thường liên quan đến nhiều đến họ hàng và thường là người quan trưởng hoặc là gì nằm ở chi trưởng và có vai trò quan trọng trong cái gia đình của mình, thường là những người gánh vác cái nhiệm vụ lớn lao chủ về cái việc là thờ cúng trong dịp dỗ chạp lễ tết vân đó. Thưa quý vị, cái cung Phúc Đức ấy, nó còn chỉ cái đời sống tinh thần của mỗi người, nên là những người mà thân cư Phúc Đức ấy, thường là người có hay là ảo tưởng hay mơ mộng, hành động theo cái tinh thần chủ quan và không hay lắng nghe những người khác, rất dễ dẫn đến cố chấp và không sắp được cái thực tế. Những người này cũng khá xem trọng cái hưởng thụ cá nhân, đúng không ạ? Nếu mà tổ hợp nhiều sao cát hưởng thụ ấy thì là tốt, còn nếu mà gặp nhiều sao hung thì là nó cũng không tốt. Đó là những người sinh giờ đầu tiên là giờ Sửu và giờ Mùi là thân cư Phúc Đức. Thứ hai, giờ thứ hai chúng ta xét là giờ thân cư Thiên Di. Thân cư Thiên Di ấy, Thiên Di ở đây là gì? Là giờ Mão và giờ Dậu, đúng không ạ? Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Những ai mà sinh vào 5 đến 7 giờ sáng này, 5 đến 7 giờ sáng và gì? 7 và 5 đến 7 giờ tối. Và từ 17 giờ đến 19 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, đúng không? 19 giờ. 17 giờ 19 giờ chiều thì là có người là gọi là thân cư Thiên Di. Thì những người này thì rất giỏi ngoại giao, họ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Những người mà sinh vào 5 đến 7 giờ sáng hoặc là 17 đến 19 giờ thì họ thường là những người đi giao tiếp, những người đi ngoại giao. Những người này có tài trong việc xã giao và thì cũng ưa thích cái việc giao tiếp ở bên ngoài. Bản mệnh thường coi trọng cái mối quan hệ xã hội và không thể chịu được cái sự cô động và không thích ở nhà một mình, cũng không thể ngồi yên một chỗ, và họ là người thích đi du lịch, thích đản đúi bạn bè vân vân. Những người có thân cư Thiên Di ấy, là sinh vào 5 đến 7 giờ sáng hoặc 17 đến 19 giờ là giờ Mão và giờ Dậu thì thường nhiệt tình với các hoạt động trong phong trào và gì? Các hoạt động đoàn thể xã hội, có thể trở thành những cái yếu tố nổi bật trong lĩnh vực đó. Bản mệnh thường có cái cách cư xử khéo léo và những người này này thường là có tài ăn nói khéo léo, dễ hòa nhập với cái môi trường xung quanh và họ sẽ tìm thấy cái môi trường bên ngoài nhiều cái thú vị để mà mình luôn theo đuổi. Họ là những người giỏi duy trì các mối quan hệ với những người khác đó. Thì ngoài ra người này cũng thích hợp với những cái công việc cần di chuyển nhiều, cần đi làm xa quê thì sẽ có cái cơ hội thành công cao hơn, cần xa cách anh em họ hàng đó. Tuy nhiên thì cũng vì thế mà cuộc đời khá bận rộn và vất vả và khó được thanh nhàn đó. Thứ hai là do cung mệnh và cung Thiên Di đối nhau, đúng không? Ví dụ như cung mệnh ở Tý thì cung Thiên Di nó sẽ ở Ngọ, vậy nên là gì, nó sẽ ảnh hưởng, có ảnh hưởng lẫn nhau.
Nếu hai cung này tốt thì bản mệnh thì đều có thể phát huy được cái tài năng của mình và được nhiều người tôn trọng để phục. Còn cung mệnh và cung tiên di không tốt ý, thì bản thân thì không có tài năng, đồng thời cũng khó đạt được những thành tựu lớn lao trong cuộc sống. Nếu cung mệnh mà cung thiên di mà không tốt thì bản mệnh có tài nhưng mà cái lúc khởi sự cũng khó khăn thì mới có thể phát huy được gì, thì mới có thể phát huy được và phải trải qua nhiều nỗ lực thì mới được cái thành công. Nếu mà cung mệnh không tốt mà cung thiên di tốt thì người này lúc bé thì có thể là nhu nhược và nhiều bệnh đó, nhưng mà gì sau khi lớn tuổi lên ấy, nếu mà rời xa quê hương thì có thể phát triển tốt hơn là ở quê nhà đó. Đó là những người sinh vào giờ 5 giờ 7 giờ, giờ Mão và giờ Dậu có thân cư thiên di chủ về cái sự đi lại, thì những người này các bạn thường thấy là những ai mà sinh vào giờ này thường là không chịu có yên một chỗ. Thứ ba là chúng ta xét giờ thứ ba là thân cư tài bạch, đúng không? Thân cư tài bạch, thân cư tài bạch là giờ Thìn và giờ Tuất. Giờ Thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ, đúng không? 7 giờ đến 9 giờ và giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, đó là thân cư tài bạch. Thì thân cư tài bạch bản nguyện thì là những người mà sống thì thực tế coi tiền bạc là cái mối quan tâm hàng đầu. Họ trọng tiền bạc và trọng vật chất, đánh giá cao cái giá trị của đồng tiền và họ luôn theo đuổi cái tiền bạc, lấy làm giàu là cái mục đích sống của đời mình. Những người mà thân cư tài bạch tức là sinh vào 7 giờ đến 9 giờ sáng và từ lúc 19 đến 21 giờ sáng tức là giờ Thìn và giờ Tuất đó, thì là những người mà gì có đầu óc kinh tế giỏi, giỏi tính toán, khéo léo trong cái chuyện quản lý tiền bạc và họ thích hoạt động trong cái nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến tiền bạc tài chính như là buôn bán ấy, đầu tư hoặc là cho vay vân vân. Khi mà cung tài bạch xấu ấy, đúng không? Khi mà cung tài bạch xấu, đây các bạn biết thế cung tài bạch đây. Khi mà cung tài bạch xấu thì bản mệnh cũng thường là nghèo khổ, xấu mặt vì cái đồng tiền và khi có khi còn mang tiếng là nợ nần vì nghèo mà xấu hổ, buồn khổ và tự đánh giá thấp bản thân. Còn khi mà cái cung tài bạch nó mà tốt thì một đời tiền tài dư giả, sống trong hạnh phúc giàu sang, bản mệnh sẽ phát huy được cái thế mạnh của mình và làm gì thì cũng sẽ thu được cái lợi nhuận lớn lao. Đó, đó là những người sinh vào giờ Thìn và giờ Tuất, đó là cung tài bạch, đúng không? Tiếp theo là đến cung thứ tư chúng ta sẽ là những người có thân cư phu hoặc là thân cư thê. Thân cư phu, thân cư thê là nó sẽ sinh vào giờ Tỵ và giờ Hợi, đúng không? Tức là từ 9 giờ đến 11 giờ. 9 giờ đến 11 giờ nhé. Và từ lúc 21 giờ đến 23 giờ. Đó, là những người có thân cư phu hay là thân cư thê. Nếu mà là nam ấy thì là thân cư thê và nữ là thân cư phu. Thì những người này ấy, những người này sinh vào giờ Tỵ và giờ Hợi. Đó, thì họ là những người mà được nhờ vợ hoặc nhờ chồng. Những người này sẽ có cái quan niệm sống khá nặng và nhạy cảm đối với cái tình yêu. Những người thân cư phu hoặc thân cư thê thì là sao vợ chồng của nhau và có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu tổ hợp sao này mà cát ấy thì tình cảm vợ chồng rất là tốt đẹp, đôi bên thì rất là quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, có thể nhờ cái hôn nhân mà có được cái lợi ích. Hai vợ chồng này thì rất đồng tâm hợp lực, đấy, tâm đầu ý hợp, có khi cùng chung làm một cơ quan hoặc chung một cái lĩnh vực nào đó, và hai người thì cùng thường có những nhận định và quan điểm, cái phong cách sống vợ chồng thì tin tưởng và trông cậy vào nhau. Còn nếu mà tổ hợp sao mà không tốt thì đôi bên dễ bị gì khốn đốn vì cái nợ tình. Đấy. Cũng như là dễ đau khổ, phiền não vì tình, hôn nhân thì cũng không được hạnh phúc. Cái cung phu thê ấy, thì nó là một trong những cung mà gì của quan lộc đúng không? Vì thế nó sẽ có quan hệ chặt chẽ với các sao trong cung quan lộc. Khi mà cung quan lộc và cung phu thê đều tốt thì nam mệnh thì được vợ giúp, thân phận, địa vị cũng được thăng qua tiến chức. Như các bạn thấy đâu, rất nhiều người mà sau khi lấy vợ thì sẽ có được cái sự nghiệp nó hanh thông thuận lợi, được là nhờ nhà vợ, đúng không ạ? Còn nữ mệnh thì lấy được những người chồng giỏi giang nên là thân phận cũng được nâng cao. Còn khi mà cung quan lộc mà xấu và cung phu thê mà nó không tốt ấy, thì nam mệnh thì không được nhờ vợ, nữ mệnh thì vì chồng mà chậm chạp vụng về nên cả hai đều vất vả và khó đạt được cái thành tựu trong cuộc sống. Cái cung quan lộc tốt mà cung phu thê không tốt thì nam mệnh tuy là không được nhờ sự trợ giúp của vợ nhưng mà cái sự nghiệp thì vẫn có thể đạt được những cái thành tựu. Còn nữ mệnh thì vì chồng bất tài mà phải làm việc bôn ba vất vả. Đó. Còn cung quan lộc mà không tốt mà cung phu thê tốt, đúng không ạ? Quan lộc mà không tốt nhưng mà cung phu thê nó tốt thì gì? Nam mệnh tuy có thể được nhờ vợ giúp đỡ nhưng mà không thể vươn lên được. Nữ mệnh thì gì? Nhờ nhà chồng là những người trung thực.
có thể nương tựa, cho nên là một lòng một dạ quản lý tài chính thì vẫn được hạnh phúc hơn là mệnh. Đó, đó là những người mà có thân cư là thân cư thê, thân cư phu, sinh vào giờ Tỵ và giờ Hợi. Đó. Tiếp theo giờ thứ năm ta xét là giờ có thân cư mệnh, đúng không ạ? Gọi là gì? Thân mệnh đồng cung. Thân mệnh đồng cung là sẽ giờ là những người sinh vào giờ Tý và giờ Ngọ, đúng không ạ? Giờ Tý thì là gì? Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. Và giờ Ngọ thì là từ 11 giờ đến 13 giờ chiều. Đó, đó là những giờ người sinh vào giờ Tý và giờ Ngọ thì gì? Là những người có thân mệnh đồng cung. Thì những người có thân cư mệnh hay là thân mệnh đồng cung ấy là gì? Thường là coi mình, coi bản thân là quan trọng nhất. Họ gì? Thậm chí có thể trở thành những kẻ ích kỷ, thiếu cái tinh thần vị tha, hành động chỉ vì cái lợi ích của mình, là vì họ cho cái lợi ích của mình là trên hết. Bất kể cung mệnh tốt hay xấu thì người này thì thường là chỉ quan tâm đến cái lợi ích về mình, thấy người khác được lợi hơn ấy, thì là thường là không chịu được. Tuy nhiên bản mệnh lại là những người mà giỏi vận dụng cái năng lực bẩm sinh và vận dụng những cái năng lực sẵn có của mình. Đấy, để gì? Có thể lập nên cái nghiệp dựa vào cái năng lực cá nhân của mình. Nếu mà cung mệnh tốt thì bản mệnh sinh ra gặp nhiều cái thuận lợi, cả đời thì gì? Có thể ung dung tiến lên như diều gặp gió, thi cử thì dễ dàng, công việc thì thuận lợi và may mắn. Nếu mà cung mệnh mà xấu ấy thì bản mệnh không dựa dẫm được vào cha mẹ anh em, phải tự mình cố gắng mà gì? Chưa chắc đã được thành công như ý, khó tìm được cái lĩnh vực phù hợp để lập thân. Vì là coi trọng bản thân nên là lúc nào cũng thích mình là trung tâm và dễ trở thành những cái trò tiêu cực, hoặc là gì, tự gây ra những cái điều xấu để tỏ ra hơn người. Nói chung là các bạn phải hết sức lưu ý. Đó, tiếp theo những người thứ 6 mà chúng ta xét đó thì thân cư quan lộc. Đó, thân cư quan lộc là những người sinh vào giờ Dần và giờ Thân. Dần là từ 3 giờ 5 giờ và giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ. Đó, đó là những người mà thân cư quan lộc. Thì những người có thân cư quan lộc thường có công việc vững chắc phù hợp với bản thân, và họ sẽ tìm được cái niềm vui và cái đam mê cho công việc. Họ luôn cảm thấy tự hào về những cái việc mình làm, và bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao, rất xem trọng cái danh dự của bản thân, và họ là những người có tham vọng, có mục tiêu phấn đấu một cách rõ ràng. Nếu mà tổ hợp cái sao mà cái cung quan lộc nó tốt ấy, nếu cung quan lộc nó tốt thì bản mệnh có thể lập nghiệp được và gì, có thể lập nên nghiệp lớn. Nếu tự làm ấy thì rất tốt đấy, một đời thuận lợi, khí chất thì được hưng vượng. Nếu tổ hợp sao cái bộ sao quan lộc nó theo nó xấu ấy thì dù công danh sự nghiệp thấp thì thường xuyên thay đổi công việc vẫn có cái gì đó nổi bật và dễ tạo nên được cái sự nghiệp cho mắt người khác. Ví dụ như họ sẽ làm trong cái ngành nghề mà đáng được quan trọng và công việc sẽ đem lại cho họ cái vị thế nổi bật. Đó, đó là những người có thân cư quan lộc. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái ý nghĩa của giờ sinh và tại sao chúng ta có thể luận đoán được cái vận mệnh của con người thông qua cái giờ sinh. Đó, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.